Một cặp vợ chồng thuê một bảo mẫu trẻ tuổi. Đối tượng chăm sóc là một con búp bê giống y người thật. Hóa ra không lâu trước đó đứa con 3 tháng tuổi của họ mất sớm khiến người vợ phát điên. Người chồng bất đắc dĩ mới tìm em bé giả. Không ngờ người vợ lại phục hồi lại bình thường, nhưng lại coi búp bê đó là đứa con của mình. Còn chọn từ trong những đơn xin việc một cô gái đến làm bảo mẫu. Đối với công việc kỳ dị này, người chồng lo lắng không biết giải thích với bảo mẫu ra sao. Nhưng bảo mẫu lại không tỏ thái độ gì, dường như còn tin hơn cả người vợ. Đây là một đứa bé thực sự, cô không có vấn đề gì sao? Tôi nên đưa bé ra ngoài tản bộ một chút. Trước sự ngỡ ngàng của người chồng, cô bảo mẫu đưa em bé già đi ra ngoài. Người chồng tên Sin là một đầu bếp, hầu như là ở nhà để chế biến món ăn mới. Người vợ là Dorothy, một phóng viên truyền hình nổi tiếng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm lại sau kỳ nghỉ thai sản. Vừa đi làm về thì cô đi vào phòng sơ sinh bắt đầu nói chuyện với em bé già, sau đó còn hát ru cho nó. Sin không còn cách nào đành phải diễn kịch với vợ. Bảo mẫu tên Leanne, một hôm cô ta nói có việc ra ngoài nhờ Sin chăm sóc em bé một chút. Sin không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Không ngờ Leanne vừa mới đi, trong bộ đàm lại truyền đến tiếng khóc của em bé. Sin chạy lên lầu, cảnh tượng trước mắt khiến anh khó mà tin được. Vốn dĩ là đứa bé búp bê thì lại biến thành một đứa bé thật sự. Và Dorothy sau khi về nhà cũng không thấy kỳ lạ. Cũng khó trách được vì trong mắt cô đứa con không hề chết đi. Sin đi xuống lầu hỏi Leanne là rốt cuộc đứa bé là con ai. Leanne lại trả lời, nó là con của anh mà. Hôm sau, Sin gọi cậu em rể là Julian đến xem. Phản ứng của Julian sau khi nhìn thấy đứa bé khiến Sin tin rằng mình không hề bị hoang tưởng. Hai người đoán rằng đứa bé này là do Leanne lén đưa đến đây. Có lẽ vì một lý do gì đó nên gửi nuôi ở nhà của Sin. Vì để điều tra Leanne, Sin đã lén cài camera giám sát trong phòng Leanne. Nhưng anh phát hiện cô ta vô cùng bình thường. Anh không cam tâm nên đêm khuya lén vào phòng để trục trộm Leanne. Và đưa bức ảnh cho một thám tử tư để đi điều tra về Leanne. Kết quả khiến họ càng kinh ngạc hơn. Nhà của Leanne sớm đã bị thiêu rụi sau một trận hỏa hoạn. Và bản thân Leanne cũng đã chết vào mấy năm trước. Thế người hiện tại ở trong nhà họ rốt cuộc là ai cơ chứ? Và cô ta làm như thế rốt cuộc là có mục đích gì? Sin không biết là chính vào lúc anh đang điều tra Leanne, thì cô cũng đang dùng cách của mình điều tìm hiểu cái chết của đứa bé con họ vào 3 tháng trước đó. Dorothy lấy xong đồ thì tiện tay khóa cửa xe, hoàn toàn quên mất đứa con trong xe. Cô lỉnh kỉnh xách các túi vào trong nhà rồi mở chiếc quạt. Sau đó nằm ngủ quên trên ghế sofa. Và lúc này ngoài trời nhiệt độ đã lên hơn 40 độ C. Dưới ánh nắng gay gắt, chiếc xe đã trở thành một cái lò thực sự. Dorothy ngủ cho đến lúc mặt trời lặn. Nhìn thấy chiếc giường em bé trống không, cô mới nhớ ra điều gì đó. Thời gian quay lại 3 tháng sau đó. Một hôm, Leanne thay cho em bé một bộ đồ màu vàng thì bị Sin giật ra. Cô tìm thấy nó ở đâu vậy? Cô biết nguyên nhân cái chết của đứa bé có điều gì ẩn khúc. Người vợ Dorothy thì thần sắc hoảng loạn, dường như quên mất điều gì. Còn người chồng Sin thì ánh mắt đau khổ, trong lòng nặng nề. Còn người em Julian, người biết rõ sự việc thì tính tình nóng nảy. Leanne quyết định ra tay từ chỗ Julian. Tối hôm đó cô giả vờ ra ngoài hẹn hò nhờ Julian xem giúp cô đứa bé. Cô vừa mới đi không lâu thì đã có chuyện xảy ra. Đứa bé lại biến thành một con búp bê không cảm xúc. Julian lúc đó như muốn phát điên, anh liền gọi điện cho Sin. Nhưng chị gái lại ở bên cạnh nên anh đành phải cúp máy. Chính vào lúc anh đang vô cùng lo lắng thì Leanne trở về. Cô ta không nói gì mà bế con búp bê ở dưới sàn nhà lên. Julian liên tục ép hỏi cô là đứa bé này rốt cuộc ở đâu ra. Leanne lại không để ý đến anh. Julian nắm lấy đứa bé giả, uy hiếp Leanne nếu không nói sẽ ném xuống lầu. 5, 4, khốn kiếp, tôi sẽ buông tay đấy. Chính khoảnh khắc thả tay thì anh ta nghe thấy tiếng khóc. Nhưng đứa bé già đó vẫn không trở lại thành thật. Julian chỉ đành cầm xong nồi vừa gõ vừa tìm khắp nơi. Leanne từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, để mặc anh ta phát điên. Cuối cùng Julian cũng bỏ cuộc, đi đến ngồi bên cạnh Leanne và kể lại câu chuyện. Tôi là người đầu tiên chạy đến hiện trường. Hóa ra Dorothy vốn tính tình mạnh mẽ, là một phóng viên truyền hình nổi tiếng. Khó khăn lắm mới sinh được đứa con, nhưng lại nóng lòng muốn đi làm lại. Nhưng lúc đó xin chồng cô làm giám khảo của một chương trình ẩm thực nên phải đi xa, để cô một mình ở nhà chăm con. Dorothy mỗi ngày chăm con, còn phải ra phố mua đồ dùng. Thời tiết thời gian đó lại vô cùng nóng nực. Hôm đó Dorothy đưa con đi mua sắm trở về, cô lại để quên con ở trên xe ô tô. Còn tồi tệ hơn là cô đã quên chuyện đó đến cả một ngày trời. Đến lúc trời tối khi cô đã nhận ra điều không ổn thì đứa bé đã bị chết ngạt ở trong xe từ lâu rồi. Từ đó trở đi Dorothy hoàn toàn điên dại. Cô đem đứa con đã mất quấn khăn lại coi nó như vẫn còn sống. Xin hết cách đành phải tìm đến một bác sĩ tâm lý. Rồi dùng búp bê mô phỏng trẻ sơ sinh giả làm con để tạm thời ổn định tinh thần cho vợ. Nhưng họ đều không biết là đây chính là một quả bom nổ chậm. Đợi đến ngày nào đó Dorothy nhớ lại sự thật thì sẽ có một trận phong ba còn lớn hơn nữa. Leanne khi biết được sự thật thì vô cùng phẫn nộ. Cô tìm đến xin hỏi anh vì sao là bỏ vợ đi lúc đó. Xin lại trả lời, là lỗi của tôi, ai cũng có thể phạm lỗi mà. Nếu như tôi ở bên cạnh cô ấy thì chuyện này sẽ không xảy ra. Là lỗi của tôi. Hóa ra khi đó Sin vì muốn chạy trốn sự mệt mỏi khi chăm sóc con nên đã cố ý đi công tác một tuần để vợ chăm con một mình. Vì thế anh vẫn luôn cảm thấy hối hận. Câu trả lời của Sin dường như đã khiến Leanne xúc động. Quả thực cô không phải là người. Khi cô còn nhỏ đã từng tham qua một cuộc thi sắc đẹp. Và người phóng viên xinh đẹp thân thiện lúc đó đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc.
Sau đó một vụ hỏa hoạn đã cướp đi gia đình của cô, cũng khơi dậy siêu năng lực của cô. Khi cô cảm nhận được nỗi đau của Dorothy thì cô đã dùng pháp thuật của mình khiến đứa bé hồi sinh. Nhưng sống chung một thời gian, cô phát hiện thần tượng của mình không hoàn hảo thế. Sự phù phiếm và ích kỷ của cô ta rõ ràng đã vượt qua tình yêu đối với con. Đứa con đối với cô ta mà nói chỉ là một công cụ để giao tiếp xã hội. Sau khi Lian nhận ra được sự thật, cô cảm thấy vô cùng thất vọng với Dorothy. Chính vào lúc đó đang do dự thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện. Bà ta tên là May, bà ta vừa xuất hiện đến cả Lian, người có pháp thuật mạnh cũng phải run sợ. Bà May muốn đưa Lian đi, nói gia đình này không xứng có cơ hội thứ hai. Đang lúc nói chuyện thì Dorothy bước vào. Cô nói bà May trông rất là quen mặt nhưng bà ta lại một mực phủ nhận. Hôm đó chính là ngày lễ rửa tội của đứa bé, trong nhà có nhiều khách đến. Bố của Dorothy đã nói ra một lời chúc vô cùng ý nghĩa. Sau khi hai con trở thành bố mẹ, mỗi ngày đều sẽ có điều bất ngờ. Sỉnh chân một bước, liếc mắt đi chỗ khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Nhưng nếu các con may mắn thì các con sẽ sống đến già. Ta tin rằng các con chỉ nhớ đến những lúc vui vẻ. Rốt cuộc cặp vợ chồng trẻ đó có thể học được sự quý trọng không? Đến tối Dorothy bỗng nhớ ra đã gặp bà May ở đâu. Cô lục những bản tin mà mình từng làm qua, đã từng có một tổ chức thần bí chuyên bắt cóc trẻ em. Kẻ cầm đầu của tổ chức này chính là bà May. Và Lian rõ ràng là thuộc hạ của bà ta và cô không thể không phục tùng bà ta. Dorothy dường như đã hiểu ra điều gì, cô chạy đến phòng em bé. Quả nhiên đứa bé đã trở lại thành búp bê. Lúc này Lian đã trở lại tổ chức. Các thành viên lần lượt đến ôm cô. Mùa đầu tiên của bộ phim này đã kết thúc tại đây. Dorothy vừa mới tỉnh ngộ, liệu có một lần nữa tìm được con không? Lian có thể thoát khỏi sự khống chế của bà May không? Đáp án của tất cả sẽ được trả lời trong mùa 2.